xưa, có hai anh em nhà nọ, người em cần cù chịu khó và cam phận túng bấn. Nè, ông á, hồi sáng tôi đi chợ thì ông không dặn. Bây giờ bao nhiêu đồ ăn trong nhà ông lấy ra nhậu hết. Giờ đi chợ sao kịp? Thì ăn cơm không là được rồi. Tụi bạn tới bây giờ, tôi là huynh trưởng mà hả, mâm nhậu như vậy sao được? Gì mà ít đó hả? Anh chị hai ơi, anh chị hai có nhà không vậy? Tao ở đây nè. Dạ. À, anh hai, chị hai, chẳng hay nhà có lúa giống không cho em xin ít? Dạ, tại nhà em hết lúa rồi. Gì? Lúa giống hả? Lúa giống ở đâu cho mày mượn? Dạ, lúa giống nhà em, vợ em lấy xay cho sắp nhỏ ăn, em cản không kịp. Vậy mày làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Cả lúa giống mày cũng lấy hả, mày ăn luôn? Vậy mùa sau mày làm ruộng bẩn gì? Mày tính bỏ ruộng hoang hả? Dạ, chuyện đó em cũng biết, nhưng mà cực chẳng đã, không ấy anh hai cho em mượn đi, mùa sau em trả lại. Ôi, bên tao thiếu gì lúa giống, nhưng mà vậy không được. Tao cho mày mượn á, mày không học được bài học nào hết trơn. Nay mai hết rồi mày cứ lấy mớ lúa giống mày ăn là chết rồi. Tự lo đi mày. Nè ông. Gì? Hình như là ông quên rồi phải không? Nếu ông quên á thì tôi nhắc cho ông nhớ. Ông nói ông là huynh trưởng. Vậy ông huynh trưởng của ai? Của chú đệ này. Đây mới là em ruột của ông. Ông nhớ không? Vậy mà của cải trong nhà ông gom hết cho thiên hạ nó ăn. Còn em ruột của ông á, ông đối xử như vậy đó hả? Nè, chú coi đó, ở nhà có bao nhiêu đồ ăn, gom hết đãi cho đám lưu linh vậy đó. Rồi sao? Tôi chơi cho đám lưu linh thì sao? Người ta có bao giờ cho mượn tôi gì đâu. Bắt quá tôi nói xin tôi cho luôn. Còn mày á, lo làm ăn đi mày. Ở đó có sẵn vay mượn riết quen thôi. Ông này, tóm lại vay mượn không có nên. Dạ, anh không cho thì em qua hỏi bà Năm. Thôi em thưa anh chị em về. À, về đây. Còn ba nữa, tôi là anh, cái đó là tôi dạy nó, biết chưa? Giờ có gì nhậu. Còn người anh thì lắm tiền nhiều bạc, sắp tới rồi đó. Nhưng không đói hoài tới em. Nay rượu chè, mai cờ bạc làm vui. Cạn ơi. Nào, cạn hết nha. Rồi, uống đi. Một chung nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi. Uống rồi. Cạn. Cạn. Bài. Uống gì tình huynh đệ, thủy chung dư dư. Đúng rồi. Bữa nay huynh trưởng mày đặt chơi chữ, đừng có nói với tụi này á là huynh có đi học á nha. Ủa, mà thủy chung như nhất là gì vậy huynh? Con vậy mà cũng không hiểu. Thôi vậy hiểu gì nói nghe coi. Thủy chung duy nhất là cái gì? Là có một cái chung duy nhất mà chúng ta trở thành bạn nhậu suốt cả cuộc đời. Đúng không? Để không đi học mà để nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà để thấy đi học chữ nghĩa, nhét chữ nghĩa vô đồng chi cho nó mệt óc đúng không?
Bây giờ mình gặp nhau mình nhậu quắc cần câu, xong rồi cái mình đi ngủ, vậy là thiên hạ thái bình. Chi lý, chi lý. Thua. Phải có đi học để làm chi? Để người ta nói một câu đơn giản mà mình còn biết đường giải thích. Chứ không ta nói mình ngu, đúng không? Ê, ta nói cho mày biết nha. Mày đừng có tưởng mày biết ba cái chữ của ông thầy đồ điếc đó nha. Rồi mày về mày khoe. Xin lỗi à, ở cả cái làng cái xóm này ai không biết mày. Mày mới vô trường thi là mày bị đuổi rồi. Mày biết sao nó bị đuổi không? Nó bị đuổi là vì nó không biết tôn ti trật tự. Mày hiểu không? Nó vô nó thấy cái ghế nào đẹp, nó nhảy phóc lên nó ngồi. Mà mày biết cái ghế đó ghế của ai không? Ghế của ai? Ghế của chủ khảo. Trời ơi. Rồi sao? Vậy nữa? Đỡ hơn mấy cái đứa công tử nửa mùa không có học, để người ta chửi mình ngu. Ê, mày chửi ai ngu vậy mày? Tao chửi mày á. Mày á, mày chửi tao ngu hả? Tao chửi mày á. Mày gan lắm. Mày ngon mày xuống đây mày chơi tay đôi với tao mày. Tao sợ mày chắc. Chơi luôn. Mày xuống đây. Xuống đây. Mình gạt. Mày xuống đây. Mày quên. Xuống đây. Tao sợ mày à. Mày tao sợ mày lắm á. Mày xuống đây. Mày bước xuống đây lên. Mày đứng lên mày nói chuyện với tao. Bây giờ mày muốn sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày là thằng hèn. Mày trời ơi nó chửi tôi hèn. Mày rồi mày ngon mày ngon mày chửi tao hèn không? Mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày ngon mày đụng tao trước đi. Tao nói mày á. Mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày là thằng hèn. Mày dám chửi tao hèn? Mày ngon rồi. Mày ngon rồi mày dám chửi tao hèn ha? Đúng rồi. Mày ngon mày đụng tao trước đi. Mày á. Mày ai á? Cái gì vậy? Mày chơi bất chạy. Mày không đụng sao mày đạp chân tao? Tao đâu đạp chân mày đâu. Mới làm ra. Mày á. Mày đạp chân tao quá. Mày khùng quá mày. Tao đạp chân mày hồi nào? Chứ ai mới đạp chân tao? Đạp hồi nào? Đó. Tao đạp nè. Mày á. Hai đứa bay á, có quýnh á thì quýnh đại đi. Đừng có đứng đây á mà làm xàm lãm xàm. Để tức tới trống á. Hai đệ có muốn đánh á thì vào vô đánh đi. Sàn qua sàn lại chóng mặt quá. Không đánh hả? Leo lên nhậu tiếp. Đúng rồi. Quỳnh nói đúng rồi. Mình phải tình nghĩa anh em chứ. Rồi leo lên nhậu, leo lên nhậu. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Chúng ta là một gia đình. Gia đình à, tao thương mày lắm. Bỏ qua hết. Rồi lên, lên được rồi. Trời. Rồi chúng ta ăn cái đi. Ăn luôn. Chân gà. Dĩa cuối cùng đó. Bà, tôi cảnh cáo bà nghe. Ông cảnh cáo cái gì? Hết thì nói hết. Không lẽ hết tôi nói còn hả? Tôi cảnh cáo không phải là cảnh cáo hết mọi. Mà tôi cảnh cáo vì thái độ của bà. Lẽ ra vợ người ta thấy chồng nhậu hết mồi thì phải lo lắng. Mình ơi hết mồi rồi mình ơi. Sao đó lật đật đi mua mồi khác gì cho chồng nhậu. Chứ không phải mặt lạnh tanh như vậy đâu nghe. Nè ông muốn cái gì? Gà vịt ở trong nhà ông giết sạch hết rồi. Có con chó vàng mười mấy năm trời ông cũng làm thịt luôn. Thịt gì nữa? Ông thịt tôi thì có. Bà đó là mất mặt chồng à. Người ta nói giao gì bạn sang gì vợ. Cái này tôi mới có phân nữa à. Cái gì? Ông nói giao gì bạn sang gì vợ hả? Ông coi mấy ông bạn của ông nè. Trời ơi tao nói gần sạc nhịp gì đám bạn này nè. Bạn mới gợi ý xa gần á thì làm liền à. Còn em trai của mình mượn có bao gạo cũng không cho. Sao tôi phải cho nó? Nó làm rồi tự nó phải lòi lui vòng cho. Mất rồi. Nhìn mặt bà nhậu không ngon chút nào hết. Vô nhà đi. Vô đi. Hay quá. Quynh, Quynh là số 1. Quynh đúng là xứng đáng Quynh của tụi đệ. Khi có hoạn nạn thì đứng về phía bạn. Đúng. Đúng rồi. Quynh đừng có buồn. Như vậy mới nói là nhi nữ thường tình. Bởi vì đàn bà không có hiểu nam vô tủ như kỳ vô phong. Làm đúng. Sao mà hiểu được. Vợ đệ cũng nhiều lời y vậy á. Đệ lúc nào á cũng binh vực huynh y vậy đó.
khi mấy bả mà cằn nhằn á, thì tụi đệ sẽ là an ủi quên. Ăn nhậu xong rồi mình sẽ quên hết buồn phiền. Nói chia lấy à. Cằn à, vô hết luôn. Cằn hết đây. Cằn luôn. Cằn luôn. Nhưng mà Quynh à, Quynh nói tụi mình là trước sau như một. Vậy còn cặp bê 1 năm tuổi, Quynh hứa cho đệ, sao đệ đợi hoài Quynh không cho vậy? Cái đó vợ Quynh nói là phải nuôi lấy giống, ở nhà còn có con cặp à, cho đi rồi vợ cạm làm thì sao? Vậy bà kêu trước sau như một. Một gì mà một. Đấy. Được rồi. Lát nhậu xong rồi đệ vô dẫn về luôn đi. Vậy mới lại đó. Đệ chứ. Vậy còn cái ruộng lúa ngoài vườn á, Quynh hứa Quynh cho đệ á, Quynh còn nhớ không hả? Nhớ hả? Nhớ sao không nhớ? Quân tự nhớ con. Nhậu xong tối nay gạt luôn đi. Quynh hôm đó hứa là cho đệ cặp nghề đó, Quynh nhớ không Quynh? Cho luôn, cho luôn. Hay quá. Bởi vậy người ta nói á, bán anh em gần, mua huynh đệ gần hơn. Đúng. Dạ đi Quynh. Vậy mới là huynh đệ chứ. Kệ hết nha. Đúng là anh em chúng ta thủy chung như nhất. Vui quá. Đó, chú nghe chú thấy rồi đó. Tôi không biết á, là mấy cái thằng đó nó bỏ bùa mê thuốc lú hay là cái gì cho ổng nữa. Nó nói ngon ngọt vài câu á, là của cải bao nhiêu trong nhà gom hết cho tụi nó. Trong khi anh em ruột thì so đo từng ly từng tí. Thôi thì bạn bè là thú vui của ảnh, chị cũng đừng gắt quá, kẻo vợ chồng không vui. Nhưng mà chị làm sao khuyên ảnh, có vui thì vui, chứ uống nhiều kẻo bệnh. Lát nữa em đi thăm đồng, nếu mà bắt được mấy con lươn mập, em sẽ gửi cho chị nấu cho ảnh với mấy cháu ăn. Thôi, tôi nói thiệt nha, chú mang qua bên đây, có tôi cũng giấu đi, để mấy ổng thấy hả, bắt tôi làm mồi nhậu nữa. Ủa, mà sao chú không để bên đó cho mấy đứa nhỏ nó ăn? Dạ. Mà thôi đi. Tôi nói thiệt nha, tôi thấy chú á, nhà thì trống trước trống sau, mà cái gì cũng đem qua cho anh chị hết, trong khi anh của chú thì chỉ chăm bẩm lo cho người ngoài. Tức chết luôn á. Chị cứ từ từ mà khuyên ảnh. Khuyên gì nữa, tôi khuyên quá trời rồi ổng có chịu nghe đâu. Ổng còn nói á, thà bỏ vợ chứ không chịu bỏ rượu, nghe có tức không? Bây giờ chỉ có chị mới khuyên được ảnh thôi, chị phải ráng chứ sao vậy. Nhưng mà chị coi lựa lời khuyên ảnh, chứ tánh ảnh nóng, coi chừng ảnh quạo á. Thôi em xin phép chị hai em về bển. Vợ Quynh ơi, vợ Quynh, vợ Quynh. Chuyện gì thím? Vợ Quynh, có cái bao không? Cho mượn chút. Ủa chi vậy thím? Con cọc nhà thím á, ăn phải bả lăn ra chết, giờ phải bó lại đem bỏ xa xa mới được. À thím, hay là thím đưa con Dục cho. Mà nè, thím đừng có nói cho ai biết nha. Mày lấy xác chó làm gì? Ờ, đừng nói là lấy thịt chó. Cho chồng với bạn chồng mày nhậu nha. Tao nhớ là mày ghét tụi nó lắm mà. Không, con không có làm cho chồng con nhậu. Nhưng mà con sẽ làm cho chồng con sáng mắt ra. Là sao? Thì con có cách của con.
Nè, nè, mày làm gì à? Định giết tôi à? Em đâu có giết gì. Nằm xuống em lau mình cho, thay đồ ngủ. Bình thường tôi dạo như vậy bà la đông đổng lên, sao tự nhiên bữa nay la mặt cho tôi? Đây, nó có độc phải không? Nó có độc phải không? Mệt mình quá làm gì có, mình không tin nữa, em thử cho mình coi. Ai thiệt, bà muốn cái gì mà làm tôi sợ hết hồn, bây giờ muốn tỉnh luôn rồi nè. Mình, em thấy mình bớt bớt đi, để ý chú đệ một chút. Dù sao chú đệ cũng là máu mủ ruột ra, còn mấy đứa ăn không ngồi rồi đó, biết chắc nó có thiệt lòng với mình không? Bữa nay đổi duyên thật mà, la hét nhảy dựng không ăn thua, bữa nay đổi qua thẻ thọt ha. Nói cho bà biết nha, bạn tôi toàn là chiến hữu tốt, sống chết coi nhau, biết chưa? Thằng Đại á, thằng nó la đi. Mình nói vậy chứ có chuyện rồi mình thấy. Bạn vì cái thứ vui đau chầu đó, có chuyện gì á thì chạy mất hết. Mình có chuyện gì chỉ có chú đệ thôi. Mình mà làm riết như vậy nha, rủi gặp hoạn nạn không có ai bên mình, mình đừng có hối hận nha. Thôi nha, thôi ra chỗ khác đi, tôi ngộ. Có chuyện rồi đó. Chuyện gì hả? Tôi thật ra tôi mới giết người rồi. Tính giết tôi mà không thành như vậy, biết mà. Thì tại tôi tức ông chiều nay á, lỡ tay tôi chọi chết con nhỏ đó rồi. Hả? Hả cái gì? Đấy. Hết chuyện giỡn rồi hả? Ai mà giỡn. Chiều nay mấy người bạn của ông nhậu xong á, kéo hai con bê cuối cùng của tôi đi, còn một đứa thì chạy vô trong tủ lấy cặp nghe bạc về. Tại lúc đó em giận quá, em cầm cái chài em chọi thêm mấy đứa đó, cái tự nhiên cái thằng nhỏ ở đâu nó chạy ra, cái trúng thằng nhỏ. Mà em á, em chọn cái thằng lùn nhất mà tự nhiên trúng thằng nhỏ, nó chết mất. Bây giờ phải làm sao đây? Trời, bà giấu cái xác nó ở đâu? Cái xác hả? Em gói kỹ rồi, bây giờ kiếm chỗ nào xa xa mình chôn đi. Lỡ mà người ta biết chắc người ta bắt em quá mình ơi. Trời ơi, tôi dậu quanh năm suốt tháng không sao. Bà tỉnh queo á, bà làm chuyện tài đình. Tại ai? Nếu mà mình không nhậu á thì tôi đâu có điên lên. Bây giờ mình phải tìm chỗ chôn. Mà chôn một mình á thì mình làm không có nổi. Làm sao đây? Quỳnh đệ của mình ở đâu hết rồi, nhờ thử coi. Hèn gì, mày đặt lau mặt cho tôi. Dạ, dạ. Trời ơi, trời, tôi uống rượu hoài không sao, còn bà gây chuyện tài đình giờ sao? Tôi phải đi. Mình, hay là bây giờ tôi kêu chú đệ qua giúp nha. Để gì? Bình thường bà hay la tôi trước mặt mấy người huynh đệ tốt của tôi. Bây giờ bà chống mắt lên coi, hung tiếng là tụi nó có mặt tại nhà nè. Bạn tôi là người tốt mà. Nhưng mà mình ơi, lỡ mà mình qua đó mình kêu mà không ai giúp đỡ, rồi tin nó đồn ra quan tới bắt em thì sao? Hay là mình kêu chú đệ nha? Không cần kêu đệ, tôi kêu bạn tôi. Trời ơi, chết rồi, chuyện tại đình rồi, tại đình rồi. Ôi da. Ai vậy trời? Ai mà đang ngủ đã quá mạng vậy? Đệ hả? Quỳnh à, giờ đi nhậu tiếp hả Quỳnh? Không. Quỳnh có chuyện à, muốn nhờ đệ giúp nè. Quỳnh có chuyện, nhờ đệ giúp. Đúng rồi. Quỳnh yên tâm đi, tình Quỳnh đệ như thủ túc mà. Đệ sẵn sàng giúp Quỳnh hết á. Trời ơi, cảm ơn đệ nghe. Đệ biết sao không? Sao?
vợ của huynh á lỡ tay chở chết thằng nhỏ. Huynh nói là vợ huynh chết hả? Không phải. Nè, để bình tĩnh nghe nè. Vợ của huynh á. Vợ huynh lỡ tay chở chết thằng nhỏ. Lỡ tay chở chết thằng vợ huynh giết người hả? Đúng rồi đệ ơi. Đây, bây giờ huynh giờ đệ nè. Phụ huynh kia cái xác ra, mình chôn nó rồi mình phải đào huyệt nữa. Phải kêu thằng Giáp Dương Tuất, không thôi là hai huynh đệ mình là không có xong đâu nghe. Giờ ý huynh coi như là mình phi tang á hả? Nếu không là sẽ bị bắt á, đúng không? Đúng rồi, để tỉnh rồi đó. Đi cho huynh nghe. Đi nè. Không, huynh ơi, bây giờ huynh để cho bà bị bắt đi, xong rồi là huynh đệ mình nhậu thoải mái luôn, không ai cằn nhằn. Đây, cái gì? Tại sao đệ lại nói như vậy chứ? Đệ giỡn với huynh thôi. Bộ tưởng đâu đệ nói thiệt hả? Vậy hả? Bây giờ huynh cứ về nhà rồi lo cuốc xẻng đi, xong xuôi rồi đệ qua kêu Giáp Viên Tức á qua phụ với huynh được chưa? Trời ơi, huynh biết mà, đúng là huynh đệ tốt, lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình. Rõ ràng là đệ không có bỏ huynh mà. Huynh cảm ơn đệ nhiều nha. Bây giờ huynh về nhà để huynh chuẩn bị cuốc sẵn trước nha. Huynh cảm ơn đệ nhiều á. Huynh về đi. Chết cha rồi, không lẽ mình làm đồng phạm với bả mà mình đâu ưa bả đâu. Bây giờ mình lỡ hứa rồi, giờ biết làm sao đây? Có một cách. Đúng rồi. Hai thằng bay muốn làm gì làm, tao không làm. Huynh đệ thì huynh đệ chứ, nhưng cái chuyện này á liên quan tới tù tội, nghĩ sao giúp được, đúng không Lùng? Đúng rồi, ổng là huynh trưởng, đáng lẽ ra ông phải tránh cho tụi mình chứ, cớ sao mà ông kéo tụi mình theo, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi chết chùm cả đám rồi sao, đúng không? Đúng rồi, tụi bay nói đúng rồi á. Ê, nhưng mà sao tao diễn tả hoài nó không ra, mà tao lỡ hứa rồi sao? Trời ơi, mày cũng quá. Cái chuyện đó không có gì khó khăn hết trơn. Thế bây giờ mày chạy qua bển, mày nói với ổng là tao xỉn quắc cần câu rồi. Có quay không vậy? Còn thằng Lùng nó đi chưa vậy? Nó vậy thôi. Giờ rồi còn tao sao? Thì mày vô tù ở với ổng đi. Mày không hả mày? Thì mày động não chút xíu đi, mày suy nghĩ ra cách gì đó. Trời ơi, nếu mà tao động não được á, tao nhờ hai đứa bay làm gì? Trời ơi, thì mày, tao buồn ghê luôn á. Nói đơn giản, mày giờ mày nói là mày đau cái gì đó, hoặc là bị phong giật, trúng gió, nói chung là mày nói cái gì đó. Chạy qua nó liền, rồi xong chạy vậy. Mày đúng là môn sĩ luôn á. Rồi không đi đứng đó cười. Quên, đi liền. Mình, sao rồi mình? Sao lâu quá vậy? Hay là mấy ông đó chạy làng hết rồi? Bà đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Tại vì thằng Ất á, nó phải đi kêu thằng Giáp với thằng Tuất. Tụi nó tới liền bây giờ. Tụi nó không bao giờ bỏ tôi lúc hoạn nạn đâu. Bà chống mắt lên mà coi nè. Cũng mong là vậy. Mà cả mấy canh giờ rồi, cái xác bây giờ nó cũng sình lên rồi đó. Tại vì tụi nó mới đi nhậu về, đứa nào cũng sình hết trơn. Mà thôi, bà cứ đợi đi, đừng có lâu lâu nó móc nó mẻ tôi nữa. Nó tới kìa. Nhanh lên. Huynh chờ có lâu không? Ủa, còn hai đứa kia đâu? Để bị đau bụng quá trời luôn, bị cảm mạo phong hàn, rồi giờ nghe cái vụ đi chôn xác ở ngoài đồng, nãy giờ cái tự nhiên phong còn cánh giật quá trời quá đất luôn á. Vậy còn thằng Giáp đâu? Qua nhà nó xỉn quắc cần câu rồi, bây giờ nó không còn biết gì chân á. Vậy còn thằng Tuất? Nó đi đâu á? Nó không có nhà, chắc có lẽ đã đi qua mấy cái tổ tôm á huynh ơi. Thiệt là ngại quá, lúc huynh cần á thì tôi để kẹt hết trơn rồi, tiếc thiệt đó. Thôi để lần sau nghe huynh. Lần sau ai giết người nữa mà nhờ hả?
huynh chỉ nhờ mấy đệ lần này thôi. Hai thằng kia kẹt, huynh nhờ đỡ thế cũng được. Đại phụ huynh khiêng sát nghe, chứ một mình huynh sẽ sợ sao được. Phải đó chú ớt. Một mình đại hả? Mấy chú có tình huynh đệ với chồng tôi lâu nay, bao nhiêu củ quý giá trong nhà mấy chú, chồng tôi cho mấy chú hết rồi. Không lẽ bây giờ chồng tôi gặp hoạn nạn, mấy chú ngoảnh mặt như vậy, vậy sao đành hả chú ớt? Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Ngoảnh mặt đâu mà ngoảnh mặt. À đúng rồi. Trời đất ơi, anh em tụi tôi thề sống chết có nhau, răng hở là môi lạnh đó, chứ đâu biết, ai mà nở biết. Bỏ đâu. Tại bây giờ kẹt, ai cũng có chuyện riêng, chứ đâu ai ngoảnh mặt quay lưng đâu. Thôi thì bây giờ không đi chôn được. Dạ. Vợ chồng tôi nhờ chú khiêng cái xác đi giùm đi, chứ cái xác nặng lắm rồi, chồng tôi khiêng không có nổi. Xác hả? Trời ơi, em cũng muốn khiêng xác phụ huynh lắm, nhưng mà có một cái, bây giờ là em đang khiêng, em giật lên cái rồi em bỏ cái xác xuống, người ta thấy là chết luôn á. Mà em nghe thằng Giáp nó có nói á, mà bị bắt một cái ở tù một không như chơi á. Huynh, thôi giờ vậy đi ha, bây giờ để cảm thấy khó chịu để về trước nghe. Chưa. Trời ơi, bị phong mà chạy lẹ quá ha. À mình, tôi nghe ông Giáp ông nói á, cái vụ này mà bể ra là tù mọt gông á. Còn huynh đệ tốt của mình á, đi nhậu chưa về hay là về không nổi. Ba người này chưa gì hết á, mà đã chạy trốn rồi. Mình cũng thấy rồi đó. Thì đúng là không ngờ mà. Tắc thiệt. Trời ơi. Dạ, bây giờ mình phải tính sao đây? Từ để tôi tính. À đúng rồi, hay là mình kêu chú đệ đi. Thôi, mới chiều nó qua mượn gạo buôn lúa tôi chửi quá trời. Giờ mặt mũi nào mà đi kêu. Mệt mình quá à. Vậy chứ kêu một tiếng là chú qua liền á. Mình đối xử với chú không ra gì, chứ chú lúc nào cũng vẫn coi mình như là huynh ruột vậy đó. Mình đi đi. Không ấy, bà ngoại kêu nói giúp tôi đi. Không có được, mình phải đi đi. Chính mắt mình phải nhìn thấy là chú đối xử với mình như thế nào. Thôi, vậy kỳ lắm. Không có kỳ gì hết á. Anh em trong nhà nhờ giả nhau là chuyện bình thường mà. Chỉ có mình không chịu giúp chú ấy thôi, chứ chú ấy không bao giờ bỏ mình đâu. Mình đi đi. Mệt quá. Để tôi đi cho. Yes. Đi đi. Biết rồi. Yes. Chết rồi. Đệ ơi. Ủa anh hai, có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya lơ khuya lắc, anh tới đây chi vậy? Có chuyện rồi đệ ơi. Chuyện gì huynh cứ nói đi. Đệ à, huynh biết là bấy lâu nay huynh đối xử với đệ không có tốt. Đệ bỏ qua cho huynh nghe chưa? Anh hai xỉn rồi hả? Ước gì anh đang xỉn. À, anh thiểu rượu đúng không? Bên em còn miếng á. Không phải. À, không lẽ chị hai cần nhận anh hai rồi anh hai tới đây kiểm điểm với em? Không phải. Nói chung á, là từ trước đến giờ những gì anh làm với em á là anh sai. Trời ơi anh hai, em đâu có bắt lỗi bắt phải gì anh đâu. Thôi, khuya rồi, về bển ngủ đi. Không có được. Ở bển có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao nãy giờ anh hai không nói? Chị dâu chú nó giết người. Cái gì? Anh nói sao? Nó giết người. Bây giờ phải làm sao? Anh sợ lắm. Đi tù cả đám đứa đệ ơi. Anh sợ lắm. Bây giờ sao đây? Chắc chết quá. Anh bình tĩnh đi. Lúc này mình phải thật bình tĩnh. Chị hai nói với anh sao?
chị dâu chú á kêu anh là qua đây nhờ chú phụ anh kỳ cái xác đi để phi tang nữa. Vậy sao nãy giờ anh hai không nói? Anh cứ dòng gió mất thời gian quá vậy. Tại huynh sợ quá, với lại huynh xấu hổ với đệ nữa. Lúc trước đệ cần thì huynh không giúp, bây giờ có chuyện thì huynh lại kêu, cho nên vừa sợ vừa lo, huynh không biết làm cái gì hết. Anh hai đừng có nói vậy, anh cũng biết mà, từ xưa giờ em không để bụng mấy chuyện đó. Bây giờ đi về bển lẹ. Đệ chịu giúp huynh hả đệ? Trời ơi, giờ này còn nói gì nữa đi. Trời ơi, bây giờ mới biết tình huynh đệ đó. Anh hai, mình làm chuyện mà ám sao nó xì hoài vậy? Mỗi lúc anh căng thẳng lên nó bị vậy đó. Anh hứa với em, anh sẽ không căng thẳng nữa. Anh hứa với em. Rồi đi. Trời ơi anh hai, anh lại căng thẳng nữa hả? Không phải, cái xác nó thui quá. Thôi được rồi, để em khiêng cho. Có gì á, chú bỏ qua cho anh. Anh biết lâu nay anh không phải với chú. Anh hai đừng nói vậy, anh em trong nhà lỗi phải cái gì anh? Lỗi chứ. Nghĩ lại anh thấy anh ngu, mà trong cái xui cũng có cái hên. Mình chơi cạn tình với tụi nó, ai dè lúc hoạn nạn tụi nó lại bỏ mình, đau thiệt. Anh à, em thấy anh bớt tụ tập lại cũng tốt, uống hoài bệnh đó nghe. Ngu sao bớt tụ tập? Nhưng mà từ nay chiều em qua tụ tập với anh em mình cùng uống, không giao du với tụi nó nữa. Còn chú cần gì nữa anh lo cho chú. Anh lo cho sức khỏe của anh trước đi kìa. Em chắc em cũng phải ráng thôi. Không, quyền huynh thế phụ, bổn phận anh là phải lo cho em đừng có cãi. Tại lâu nay anh ngu, anh bị mờ mắt, cho nên mới đối xử tệ với chú như vậy, mà lại tin vào mấy thằng bạn xấu đó nữa. Lỗi anh ngu. Phát hiện rồi nha, giọng một mình nha, chơi xấu nha. Vậy mà la tình huynh đệ thủy chung như nhất. Những gì em muốn nói, hàng nói hết à? Ủa sao mình nói vậy mà mặt ổng bơ bơ vậy? Chắc ổng bị bệnh á. Để tao. Huynh, hôm qua thật sự rằng ất cứ dậy báo, mà tại hôm qua em ngủ, em không biết gì hết. Còn thằng Thúc nó đi chưa về. Cái hôm nay ba anh em tụi em mới tụ tập qua đây coi huynh có chuyện gì không để tụi em lo cho huynh. Chưa xong đâu, còn bỏ trống á. À, sẵn có đây ba đệ, vô phụ huynh tay đi. Huynh xạo tôi đệ phải không? Huynh ngồi nhậu vậy có nghĩa là mọi chuyện xong rồi. Chứ mọi chuyện còn vậy sao có tâm trí nhậu được, đúng không? Đúng rồi. Huynh thử lòng tôi đệ đúng không? Huynh nghĩ tôi đệ không giúp huynh chứ gì? Nếu không tận mắt chứng kiến thì tao đâu có nghĩ như vậy. Huynh nói như vậy là nói xấu cho tụi đệ rồi. Huynh là huynh trưởng, phải biết thông cảm cho em Út chứ. Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em, vậy mà bữa nay nhậu một mình không rủ gì hết. Huynh muốn từ mặt tụi đệ đúng không? Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em à. Thôi, mấy huynh ngồi xuống đây nhâm nhi chung cho vui. Phải vậy chứ, đúng không? Được. Không ngồi gì hết á. Tao đang nhậu với em tao, tao chỉ có một thằng em ruột này thôi. Huynh đệ giỡn với tụi bay á, thấy khó bỏ chạy, không cần. Ý huynh là đuổi tụi đệ đó hả? Muốn nghĩ sao nghĩ. Tưởng huynh là huynh đệ tốt, thôi vậy từ nay coi như dứt. Có chuyện gì đừng trách tụi đệ vô tình. Đúng. Tụi bay hù tao đó hả? Có chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì á cũng tại huynh,
Bữa nay làm cho ba thằng đệ mất mặt nghe. Đừng có trách tại sao đệ độc ác nghe chưa. Vậy mày đi. Đi vậy. Đi. Không nhậu hả? Mày khùng hả? Nó đuổi gì nhậu gì. Đi vậy. Đi mày. Nhanh lên. Ủa, vậy là sao tụi bay? Hồi nãy ổng đuổi tụi mình thiệt hả? Ổng làm nhục tụi mình, mối nhục này nhất định tụi mình phải trả. À, cái cảm giác của tao á, cái mặt á, nó sần sần, nó chai chai. Ủa, vậy là nhục á hả ta? Giờ tao mới biết á, cái mặt này cũng sần sần nè. Tao tán mày bây giờ, giỡn mặt mày. Làm sao mình trả lại ổng y chang vậy? Tao nghĩ ngon nguồn là con vợ của ổng chứ ổng hả? Dễ gì một mình ổng dám làm. Đúng rồi, bình thường mình nói cái gì ổng cũng nghe, thấy không? Ê mà tao nghĩ nhậu giọng cũng vui chứ mày. Hồi nãy tao thấy mồi ê hề tao chạy miếng luôn á. Cái thằng mày ham nhậu cái nó đi. Cái đầu mày á. Sao mày quýnh tao? Đang bọn gặp mày nữa. Tao tức lắm. Kỳ này tao phải làm cho ổng xin lỗi tụi mình mới được. Nếu mình xin lỗi xong mình què cái mình nhậu tiếp hả mày? Mày qua bên kia. Đúng rồi. Gần tao hồi tao quýnh mày đó. Tao thấy mình phải suy nghĩ tới cái chuyện ổng phải xin lỗi tụi mình. Tụi mày thấy làm sao? Bây giờ mình không xin lỗi thì sao? Tao thấy tụi mình cũng có lỗi đúng không? Bình thường á mình cũng nhậu với người ta, nhưng mà khi nhà người ta có chuyện á mà mình không có giúp được á, mình chơi với dế ha. Dế có gì mày? Hai thằng bay làm gì vậy? Mày rút cuộc mày phải ai hả? Mày còn mày á, mình tỉnh lại đi. Được rồi, tao tính rồi. Ổng mà không xin lỗi đúng không, ba anh em mình đi kiện ổng. Kiện hả? Được á, tao sống tới từng tuổi này chưa ai dám đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng vậy, mà bữa nay ổng dám. Tao nói thiệt nha, tụi mình á tuy là dân nhậu nhưng mà nhậu có uy tín chứ bộ. Sao tự nhiên cái đuổi mình à? Trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ kiện á, lấy gì mình kiện người ta? Không phải là bây giờ mình đang nắm bằng chứng con vợ nó giết người rồi phi tang hay sao? Đúng rồi. Bây giờ á, mình qua bên đó mình hù ổng đó, bắt ổng xin lỗi cho nó nóng hổi. Tao bắt đầu thích mày lại rồi đó. Đi. Đi. Đi đâu? Đi qua nhà thằng Quynh. Ừ. Đủ lượng này yêu quá. Uống chưa đã gì trơn mà kêu ngưng rồi. Em sao bằng anh được. Mà em nói với anh á, có uống á thì uống ít thôi, uống nhiều quá đâu có tốt. Trời ơi, đây sao mà bì với Quynh được. Sức khỏe Quynh Quynh biết. Đừng có lo, Quynh uống rượu là vô địch. Nhưng mà anh hai, cái chuyện hồi nãy á, em thấy anh đâu cần phải làm căng vậy. Lỡ người ta ghét ta làm gì mình sao? Làm gì? Làm gì là làm gì? Đâu tụi nó hả? Làm gì Quynh luôn á. Chẳng phải tụi nó biết chị hai làm thằng nhỏ chết sao? Thì em chỉ nói vậy, chẳng qua lo cho anh, muốn tốt cho anh thôi. Thôi em xin phép anh hai chị hai em về. Về đi, có cần gì thì hú anh. Nè mình, tôi thấy chú đệ nó cũng đúng á. Có khi nào ông làm vậy tụi nó thù, tụi nó quay lại hại ông thì sao? Tới lúc đó ông còn nói bạn hiền nữa không? Chắc không tới nỗi đâu. Tụi nó trở mặt với tôi trước, nó không mắc cỡ thì thôi. Ra gì? Đó, ông còn nói không sao hết hả? Mỗi lần ông hồi hộp lo lắng á là ông hắt xì à. Bà có thấy tôi hồi hộp lo lắng gì đâu. Quynh, Quynh nói ai trở mặt trước hả? Đúng rồi đó. Tụi này qua nhậu với Quynh, Quynh còn đuổi tụi này về, Quynh còn nói tụi này trở mặt nữa, đúng không? Giờ ý tụi bay muốn gì? Ý của tôi á là hàng nói hết rồi. Đúng, mày cũng là mày. À Quynh xin lỗi. Nói khác đi. Quynh nói không cần tụi đệ. Vậy đệ hỏi Quynh, nếu tụi đệ không đến thinh thì cái chuyện vợ Quynh giết người có giữ kín được hay không?
Vậy ý tụi mày là muốn gì? Nè, nói cho Huynh biết, từ trước giờ làm gì cũng có qua có lại. Đúng. Đúng không? Bây giờ Huynh đã dứt tình rồi đúng không? Đúng. Để khỏi ai chịu ăn ai nữa, thì Huynh cứ đưa đây một số tiền làm giao kèo, tiền trao cháo múc, tụi đệ sẽ giếm hết tất cả những chuyện này ha. Còn nếu không á, e lúc vui miệng mà cái miệng của đệ nó hư lắm, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Huynh. Lúc đó Huynh tự chịu trách nhiệm nghe. Nghe. Mấy người nói thiệt nha, đúng là quá đáng á. Bỏ bạn lúc hoạn nạn rồi bây giờ đem cái nạn của bạn ra để làm tiền hả? Ai có gan mà mở miệng ra thì đừng có trách tôi quá đáng đó. Vô trong đi, vô trong. Bà để tôi được rồi. Đã vậy thì cho rõ ràng luôn. Mấy đệ muốn bao nhiêu, cứ nói. Ông, một lượng bạc. Mày khùng có bảy gì không? Có một lượng bạc. Nè, không có bao nhiêu hết, một đồng một cắc cũng không đưa ra nghe chưa? Mấy người có giỏi đi báo quan đi, tôi hầu. Được. Tụi này chưa nói tới chuyện báo quan, bà chỉ dám thách thức, không lẽ tụi này không dám làm? Hẹn cho ông bà tới giờ ngọ ngày mai phải nộp đủ 100 lượng bạc. Còn không á thì đi lên quan mà hầu. Khỏi cần giờ ngọ, sáng mai á tôi đợi mấy người trước cổng quan. Thiệt, tôi chưa thấy một người đàn bà như bà. Bà giết người rồi mà bà còn thách thức tụi tôi không? Ừ. Nè, vậy khỏi cần giờ ngọ ngày mai gì hết, bây giờ tụi tôi đi báo quan luôn. Bà liệu bà lo hầu quan nha. Ê, vậy? Sao mày không quá vậy? Nè, để sáng ngày mai đi. Lỡ nhiều khi bà đổi ý cho bà chồng tiền, mình khỏi tới cửa quan mà mình có một số tiền đáng kể nữa đúng không? Thách thức kìa, thách thức kìa. Tao không chịu đổi, tao không chịu đổi. Đi lên báo quan liền, đi. Ê, khoan, khoan. Liệu hồn á? Ác xì, cái gì mà ác xì? Bà làm kiểu đó, lỡ nó báo quan thiệt thì sao? Trời ơi. Ủa, tôi làm cho nó báo mà. Nhưng lỡ quan đào lên thấy được cái xác là bà đi tù đó. Nè, tôi có đi tù á cũng làm ông sáng mắt ra, để cho ông biết á mấy cái bọn kia là tiểu nhân. Em úp trong nhà khuyên mà không chịu nghe. Bà điên hả? Bà làm vậy rồi bà ở tù thì sao? Để rồi ông coi ai là người ở tù. Ủa mình về rồi đó hả? Ủa, đâu có mùi rượu đâu ta? Mình bệnh hả? Không phải. Chứ mình sao? Có chuyện lớn rồi. Ủa, chuyện gì? Tôi vừa từ quầy quán về, tôi nghe người ta nói là ba cái thằng thánh vật đó đưa đơn kiện mình ra quan rồi đó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bà còn nói vậy sao nữa hả? Tội giết người, bị tù mọt không như chơi đó. Giết người đó chứ không có giỡn đâu. Chết. Chết rồi. Mình ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, còn hỏi làm sao nữa hả? Có nghĩa là bà sẽ đi tù. Đi tù đó. Đi tù đó, bà biết chưa? Mình ơi, em thấy mình lo cho em như vậy, thiệt em cảm kích quá. Tên nước này mà còn không hiểu làm sao? Đi tù đó. Vì vậy á, em cảm kích thiệt mà. Mình biết không, xảy ra biết bao nhiêu chuyện em mới biết được là mình còn nghĩ tới vợ tới con, rồi tới em út trong nhà. Thiệt, em mà có đi tù em cũng cam lòng. Bà sao vậy hả? Nó không hiểu sao? Người ta bắt mình ra không được, rồi mình ăn sao, nói sao? Cái này á, mình đừng có lo, để em tính cho. Em á sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở với mình đến mãn đời luôn. Mình có chịu không? Trời ơi, bà khùng hả? Cản, cản đi. Cản.
Ê, tụi bay, bây giờ tưởng tượng coi, vợ chồng nó với em của nó đang vui vẻ, tự nhiên lính kéo tới đại nhà bắt hết tụi nó luôn, chắc tụi nó sợ té đái quá. Ê, nếu vậy á thì mình đi báo sớm á, biết đâu. Này, nói chuyện không có hợp với tao mày ơi. Phải làm vậy á thì ổng mới biết là tụi mình không phải là dân tham tiền. Đúng. À đúng rồi. Cái này á tại ổng thách mình chứ bộ. Đúng rồi. Ê, mà mình làm vậy có hơi quá đáng không tụi bay? Ổng á mà có món ngon vặt lạ, ổng đều kêu mình qua nhậu, đúng không? Ừ. Mình thích cái gì á mình xin ổng cũng cho, mà mình làm vậy tao thấy áy náy quá. Thì bởi vậy mình mới hết lòng với ổng. Nè, ổng kêu cái là mình có liền, đúng không? Chứ bây giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện giết người mày nhắm mày bao che được không? Được không? Nó vi phạm kỷ cương phép nước, đâu có giỡn. Đúng rồi, mày nói tao thấy cũng đúng, nhưng mà tao cũng thấy áy náy lương tâm làm sao á. Không có sao chăng vậy hết á, mình làm đúng mình phải vui vẻ. Rồi uống ăn đi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi anh Giáp ơi. Dạ. Anh Giáp ơi chết rồi. Mày bình tĩnh, mày bình tĩnh, không không có gì chết hết á. Mày uống ly rượu xong mày nói. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp hết á. Cứ bình tĩnh hết, uống vô chuyện đừng có hướng giải quyết của nó hết. Tôi uống xong rồi tôi nói. Càng đây mà chuyện gì nói đi. Đó, uống xong rồi giờ bình tĩnh nói đi. Lính kéo qua Đề Sơn nhà mày đòi bắt mày đó. Đúng rồi, bắt cái chuyện đó là bắt. Cái gì là sao? Tao tự nhiên bắt tao. Sao mà tao biết được? Ê, Linh tao bắt thằng Giáp kìa. Tao với mày nó chạy đi. Mày không hả? Người ta bắt nó chứ bắt mới tới mình mà mình chạy. Mà tao nghe nói bắt xong thằng Giáp bắt mày luôn đó. Mày có lộn không? Trời đất ơi, cái đó tao chắc có lẽ là tao. Mời tụi tao lên quan để làm chứng á. Đúng rồi, đúng. Tao nói mày thiệt. Mày phải nghe cho kỹ, cái này là mời chứ không phải là bắt. Phải vậy không? Tao nghe rõ, bắt chứ không phải mời. Thiệt hả? Thiệt hả? Tao báo cho tụi bay biết rồi đó. Tao đi à. Cái thằng này giờ tụi giờ sao? Bình tĩnh. Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết. Bình tĩnh. Bây giờ mày á thằng Tuấn, mày chạy qua nhà tao có tình hình sao? Nhanh chạy qua nhà mày. Tao đi liền. Nhanh lên. Còn tao sao? Chết cho tao sai rồi. Mày sai gì? Tao kêu nó đi vậy có đúng không? Đúng rồi. Cái gì nó ngắn vậy, chừng nào mới tới? Mày đừng có kêu tao nha. Bình tĩnh. Tao với mày đi luôn. Mình đi luôn hả? Quang ơi, Quang coi hai ông này lại đi Quang. Tụi con Minh Nguyên mà ông cứ tưởng bên bị, rồi trói tụi con lại đưa đi khắp làng khắp xóm, làm tụi con mất mặt quá Quang ơi. Xong cái vụ này á, con nói thiệt á, là kêu mấy ông phải xin lỗi tụi con á, công khai để lấy lại danh dự cho tụi con chứ. Hai ông lính đứng đó làm gì, không mau cởi trói. Dạ. Cởi trói cái gì mà cởi trói? Quỳ xuống. Dạ. Em à, Quang có lộn không? Sao tự nhiên không trói tụi mình mà trói ba thằng đó vậy? Có lộn hay không á, mình cứ coi đi rồi biết. Ô Quang, tụi con là ba người lập công lớn, báo quan tội phạm giết người. Đáng lẽ Quang phải thưởng chứ sao Quang phạt tụi dạ. con? Quang đối xử kỳ cục vậy. Thưởng hả? Dạ. Được, ta sẽ thưởng cho các ngươi. Thưởng cho các ngươi ba tội danh. Tội thứ nhất là vu cáo người vô tội. Tội thứ hai là tống tiền. Tội thứ ba là khai báo tầm bậy tầm bạ. Tổng cộng ba tội chia đều cho mỗi tên là 3 năm tù. Quang ơi. Quang ơi, sao vu cáo được Quang? Chính mắt con thấy thằng nhỏ nằm thù lù một đống mà. Ổng kêu mấy huynh đệ tụi con giúp ổng để phi tang. Mai là tụi con lanh trí, tụi con không có nhận lời đó. Quang thấy không? Con mà không kiên định lập trường á, xém chút nữa con dính vô cái tội bao che cho tội phạm rồi đó. Dạ. Đúng rồi Quang. Bây giờ Quang nói tụi con vu cáo, Quang đào quyệt lên là biết liền. Dạ, đúng rồi Quang. Dạ. Chính vì lời khai tầm bậy tầm bạ của các ngươi mà lính của ta phải mất cả buổi đào lên lấp xuống, vừa mất công sức vừa mất thời gian. Rốt cuộc
xác thằng nhỏ đâu không thấy, chỉ thấy cái xác con chó trương sình lên. Ủa sao kỳ vậy Quang, chính mắt con thấy mà. Người thấy cái bao trên sân như vậy đó, chứ có dở ra coi không? Trời ơi, dở ra chi Quang, nó thú quá mà. Đúng rồi Quang. Đầu đuôi là sao, vợ huynh kể cho ta nghe coi. Dạ, bẩm Quang, chồng con á suốt ngày chỉ nghe lời bọn xấu, còn em út trong nhà thì không chịu đói hoài. Thiệt, con nói hoài mà không chịu nghe gì hết trơn á, nên bất đắc dĩ lắm con mới nghĩ ra cái kế này, để vừa thử cả em vừa thử cả bạn bè cho ổng sáng mắt ổng ra. Vậy cho nên ngươi mới lấy cái xác chó để giả xác thằng nhỏ đúng không? Rồi hô quán lên ngươi lỡ tay giết người rồi cần người giúp chứ gì. Người em á của ngươi mà thường ngày ngươi hất hủi á thì kêu một tiếng là có liền, trong khi á thì ba người bạn quý của ngươi á thì á bỏ mặt chạy làng, còn quay lại tống tiền nữa. Người á đúng là người vợ thông minh lanh trí. Chắc người đã sáng mắt rồi chứ? Dạ. Ngươi là đồ gian xảo. Quan của bà này mới gian xảo lắm Quan. Dạ đúng rồi. Bà thấy tụi con hay tới nhà bà nhậu rồi kêu bà dọn dẹp suốt. Dạ. Bà mới chia rẽ tình huynh đệ của tụi con á Quan. Nói thiệt với Quan, nếu mà bà không thử á thì giờ này á tụi con nhậu vui như tết rồi, đúng không huynh? À, đúng rồi đúng. Người rồi, đàn bà này quá nguy hiểm, phải loại trừ ra khỏi xã hội. Một ngọn đèn trời sâu xét, tụi con lỡ dạy ông Đặng với huynh ấy, mong Quan nhà tay đừng bắt tụi con ở tù nha Quan. Dạ, dạ. Tội các ngươi 3 năm vẫn còn nhẹ đó. Dạ bẩm Quan, thực sự thì con làm chuyện này cũng để cho chồng con hiểu chuyện. Ba người này cũng biết tội của mình rồi, mong Quan lượng thứ. Dạ. Dạ, 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 đúng rồi đó Quan. Đúng rồi Quan. Đó đó, thấy người ta tốt bụng chưa, người ta lại có lời nói đỡ cho các ngươi nữa kìa. Dạ Quan. Chính vì vậy cho nên các ngươi khỏi phải đi tù. Nhưng mà có tội thì vẫn phải chịu tội. Linh đâu? Dạ. Nghe đây, ta xử các ngươi mỗi tên 30 heo. Linh đâu? Dạ. Giải phạm nhân ra ngoài. Dạ, tướng lệnh. Ta tuyên bố bãi đường. Đội ơn quan lớn à. Em đó, chủ mua vụ này mà không nói cho anh biết là mình lo quá đời quá đất rồi. Phải như vậy á thì mình mới vừa chứ. Nhớ chưa? Nhớ rồi.